Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay ta sẽ tiếp tục với Minecraft 1.16 à. Thì tập trước thì mình đã bị con Suka nó đánh chết, à không, phải nói là mình chết ngu đúng. Đó là bởi vì không phải là do đánh, nó đánh chết mà là do mình không để ý, cho nên là mình chết một cách lãng xẹt luôn. Rồi, ăn cái này vô một cái. Rồi thì tập trước thì mình đã mua, đã nói chung là tìm được một cái cánh ha. Nhưng có điều là nó chưa có enchant cái gì hết trơn á. Bây giờ thì mình sẽ đi enchant cho nó cái sửa chữa chạm mỏng, rồi nói chung là tất cả những cái thứ gì mà có thể gọi là bảo gì, làm cho cái cánh cứng này mạnh mẽ được ha. Đó, hiện tại ta đang ở phòng enchant đây. Đó, ta đang ở cái phòng enchant của chúng ta đây ha. Đó, bây giờ mình sẽ đặt cái đe này ra. Cái đe này là mình lấy từ phía dưới, phía bên dưới, ở bên dưới nhà đó. Để nó cũng hơi lâu rồi đó, bây giờ mình đem lên luôn, đem lên luôn đi đó. Để trang trí luôn ha. Đó, bây giờ chúng ta đã đổi được cái cuốn sách từ sửa chữa từ em dân làng đó. Mình đã đổi cuốn sách sửa chữa đó từ em dân làng ha. Tại sao lại có em quái vật trên đây hả? Mình không hiểu lý do nha, tại sao lại có một con quái vật trên đây được. Ủa cái gì vậy, tại sao lại té? Lạ lắm rồi nha. À quên, có đeo cánh đâu mà hỏi sao không té. Đó. Đâu? Đâu, em zombie đó đâu? Đâu, cứ nghe tiếng rên rỉ trên đây hoài luôn á, mà không hiểu ở đâu luôn nè. Ồ, hóa ra là chỗ này à. Ồ, tai hại, tai hại, tai hại, tai hại. Đó. À, hóa ra là chỗ này chưa lắp đầy, hèn gì mấy em có thể spawn ra một cách thoải mái như vậy. Ồ, một cái lỗ chà phá lửa trong đây luôn, hèn gì hỏi tại sao, hỏi tại sao lại spawn ra được. Trời ơi, ông chưa lắp cái chỗ này ra nữa thì làm sao mấy em không spawn cho được. Xui nha, đừng có xuất hiện nữa nghe nha mấy mấy cha, xuất hiện hoài là tôi giận á. Rồi tháo cái cánh xuống cái đó, để nó ở đây, bập này vô mép nè. Đó, ghê gớm chưa. Rồi ta đi qua bên căn nhà có cái giường màu hồng nam tính của chúng ta đó, tìm kiếm coi có cuốn sách sửa chữa nào không. Thôi chầm hỏng chứ lộn. Không có cuốn sách nào gọi là sửa chữa hết. Nhân tiện để tao lấy hai cuốn này ra rồi tao ép lại với nhau đi. Trời ơi, nhiều đồ quá, nhiều đồ quá, nhiều đồ quá, nhiều đồ quá. Đâu rồi? Đây. Đặt cái này ra đi. Đó. Rồi mình sẽ đâu rồi? Mình định lấy cái gì ai nhỉ? Ở đây. Thì mình cũng đã chế tạo cho mình một cái gương Ender ha, để mà mình chứa những cái gương Suka. Chứ mình mà chứa gương Suka là mình hết chỗ chứa luôn á. Túi đồ mình không đủ đâu. Rồi. Rồi ta sẽ phù phép vào cái áo của chúng ta. 22 cấp. Oh my god, cái gì thế này? Tại sao lại đắt thế? Tại sao lại đắt đỏ như vậy? Đắt đỏ cũng đúng rồi. Mấy cái áo này là cái áo thứ dữ mà. Áo xịn mà phải chịu thôi. Nhân tiện đây ha, thì ta làm một việc này luôn ha. Đó, ta lấy một coin netherite nè. Đó, ta sẽ lấy một cái coin này đó để mà làm gì. Thì các bạn còn nhớ không, chúng ta đi còn nhớ tập trước không, chúng ta đi vào địa ngục, chúng ta đi vào The End đó, chúng ta phát hiện ra một cái cuốc có hiệu suất 3 và độ mềm mại, và chúng ta còn mình chưa có. Đây nè, mình chỉ mới có gia tài thôi chứ mình chưa có chào rồi độ mềm mại, cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là gì, à đây giới thiệu luôn. Ây, kỵ sĩ rồng, hiệp sĩ rồng của chúng ta. Thiếu quần. Kỵ sĩ rồng gì đó, không có mặc quần. Trời ơi, kỵ sĩ rồng này còn nhỏ nha. Còn thích cả chuồng tắm mưa, cho nên là không có mặc quần đó. Đâu ta coi một cái. Đâu rồi, à quên, để bên đây chứ. Đây nè, đó. Đặt cái này ra. Đó. Bỏ cây cuốc này lên. Đó. Đó, một coin netherite. Đó. Rồi, ở đây là chậm hỏng hiệu suất 5 nè, còn đây là độ mềm mại và hiệu suất 3. Ta để lên coi, chậm hỏng, độ mềm mại và hiệu suất 5. Đó, đổi lại cái coi. Đó, này 18 cấp, này 22 cấp.
ai lộn 22 cấp nè, này 18 cấp nè, vậy ta sẽ lấy cái này bụp đó. Ghê chưa, vậy là chúng ta đã có hai cuốc rồi, một cây là gia tài, một cây là trời đồ bề mại đó. Ghê chưa, đó nó lại hợp lý ghê luôn á. Rồi mặt này vô đi đó, cái cánh này thì chúng ta cần phải enchant nhiều hơn ha đó, bởi vì hiện tại bây giờ là cái cánh này vẫn còn khá là yếu đó, nó vẫn chưa có đủ mạnh lắm, chứ mới có sửa rửa thôi chứ nó không có gọi là chăm hỏng bảo vệ hay là cái gì hết á. Mà không biết mày có đề có, mà mình cũng không biết là nó có thể enchant bảo vệ được không nữa. Nếu như mà được thì quá tốt luôn rồi. Hiện tại bây giờ chúng ta có hai vấn đề, đó là một, chúng ta đã hết thức ăn rồi đó, ăn chính của chúng ta đã hết trơn rồi đó, thịt bò là hết trơn luôn đó, không còn một miếng nào cả, chỉ còn táo vàng thôi đó. Và thế là bây giờ thì mình phải cần lo cái vụ thức ăn một cái. Ở thứ hai đó là chúng ta đã hết trơn cấp rồi, chúng ta không còn một miếng cấp nào luôn á đó. Như các bạn có thể thấy thì chúng ta chỉ còn có 14 cấp thôi, nhưng mà cho mình cũng enchant được một cái bảo vệ đó. Mình sẽ thử mình ép cái bảo vệ này vào cái cánh của mình xem là nó có bảo vệ được không. Nếu như mà nó bảo vệ được là quá tốt luôn á. Đâu thử coi. Ồ không được à, không được à. Ồ tại sao, tại sao vậy chứ. Ồ tưởng đâu là được chứ, ai ngờ đâu không được à. Vậy thôi xóa luôn đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ cần phải đi farm cấp một xíu, rồi sau đó chúng ta mới chơi quay trở lại, chúng ta sẽ thêm thử có cái chậm hỏng nào hay không. Nếu như mà có cái chậm hỏng thì chúng ta sẽ sử dụng nó ha. Chúng ta sẽ cố gắng để mà tìm kiếm một cuốn sách mang tên là chậm hỏng để làm gì, để nhằm mục đích đó là sao ta, là enchant vào cái cánh của chúng ta thôi chứ không chả có gì cả đó. Từ ngày mà có cái cánh này rất là dễ dàng ha đó. Mà đầu tiên chúng ta phải sửa cái này, cái sửa nó tầm 50% thôi, sau đó mình sẽ tiếp tục phong cấp ha. Mà nó quay trở lại đây thì sau một hồi gọi là farm đó, vài phút thôi, không có nhiều đó, đó. Mình quyết định là thôi mình không farm nữa, mình lên đường mình đi tìm cái NCT luôn đó. Cái cánh thì chỉ cần một dòng sửa giữa thôi, đủ đủ rồi, mình đã sửa lại cái cánh toàn bộ luôn ha đó, không nhiều đâu. Rồi mình cũng đã cất đi một số món đồ linh tinh đó. Thì từ nãy giờ là mình nói như điên luôn, hồi lúc nãy là mình nói như điên luôn, nhưng mà mới sực nhớ ra là quên bấm quay đó. Hài hước chưa, nói như điên cho đã luôn, cuối cùng mới sực nhớ ra, mới sực nhớ lại là quên bấm quay đó. Ngộ nghĩnh ghê không đó. Thôi bây giờ thì nói chung đồ đạc thì mình cũng đã gọi là chuẩn bị khá là kỹ càng ha. Không, bỏ cái này nhà đi, bỏ cái này đi, không ta lấy cái này ta đem qua bên này. Cái này là cái khu vực gỗ ha, đây khu vực để dành để gỗ này kia đó. Chào anh Kishi Gồng, tôi sẽ đi đây đó. Ta biết căn nhà thân thương này đó. Đâu để mình xem thử coi, chắc có thể là mình sẽ đặt một cây đèn ở đây đi. Đâu rồi, sao mình không có vậy? Mình nhớ là mình có khai thác một cái đèn, một cái đèn đặc biệt lắm luôn á, cái đèn ở dưới địa ngục á, nhớ là có mà sao nó mất tiêu rồi. Mình sẽ lấy ra cái hàng gạo này đi đó. Tôi đi qua đây, ta đi qua bên đây, mở cái đường đi ra cái xem nó có không. Ở đây rồi đó. Rồi mình sẽ đặt ở đây một cái đèn ha, một đèn nhỏ nhỏ ở đây. Nãy là có một em Reaper xuất hiện đó. Lúc đó là trời tối nha, trời rất là tối luôn á. Thì mình không hiểu rồi tại sao là mình thắp sáng hết tất cả mọi thứ rồi mà em Reaper đi vẫn xuất hiện được, không hiểu lý do luôn đó. Rồi mình sẽ đặt ngay một cái đèn, cái đèn này nữa đó, coi thử là em dám còn xuất, còn dám xuất hiện không. Đó, em còn xuất hiện nữa thôi bó tay rồi đó, hết biết kiểu gì luôn đó. Trong cái lúc mà offline thì mình cũng có đi farm Enderman nè đó. Mình đi farm Enderman nè đó, để lấy những cái viên ngọc này đó, để mà di chuyển nó dễ một chút. Chứ bây giờ hay là mình lười di chuyển theo cái kiểu mà đi bằng ngựa hay là cái gì đó lắm rồi đó. Rồi bây giờ ta lên đường thôi. À không, quên. Ta quay về ta lấy cái Ender chest một cái. Ta quay về ta lấy cái gương Ender một cái. Bây giờ trời ơi, được. Chưa dĩ chân là mất nửa cái máu chân rồi. Đau khổ quá à, từ nãy giờ hay là mất vài phút rồi đó. Đeo như mình đó là từ nãy giờ là mất vài phút đầu video đó. Vài phút đầu của video thật là nhảm nhí, vô cùng nhảm nhí luôn. Không có gì gọi là hay ho cả, toàn là chuẩn bị đồ mà. Đó, rồi ta lấy cái này cái, rồi đi. Bye bye căn nhà thường thường. Tôi đi chơi đây. Rồi, ta đã tới nơi rồi ha. Đó, đây.
thấy trời ơi, cái stronghold, cái stronghold làm chúng ta điên đảo, làm chúng ta rất là mệt mỏi. Trời ơi, trời, có giống ôn gì vậy, tại sao lại đi như thế? Chắc có thể là mình sẽ làm cái cổng địa ngục ở đây ha. Khoan, chờ một chút, ta có đem theo hắc diện thạch hay không vậy? Mình có đem theo hắc diện thạch 12 cung. Mình nghĩ là mình sẽ phải quay về nhà một chuyến nữa. Vì sao? Bởi vì hết hồn. Ôi, nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Ta lắp cái này lại đâu đi. Có. Đây là nó sẽ hơi tối một chút nhưng mà thôi kệ. Đó. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ phải quay về nhà một chuyến nữa để mà chúng ta làm cổng liên tục ấy. Đó. Cho nó kiểu là nó thông như cái chỗ này luôn. Đó. Đây mình sẽ đọc. Mình không nhớ tọa độ nhà là bao nhiêu hết trơn á. Đây là 739 1262. Rồi, vậy là mình phải quay về nhà một chuyến nữa rồi. Để mà mình biết cái tọa độ đó là bao nhiêu. Đó. Để mà mình làm cái cổng địa ngục ở đây rồi mình thông cái cổng địa ngục ở nhà rồi được. Đó. Nếu không chúng ta sẽ gọi là đi một quãng đường rất là xa và rất là cực khổ luôn á. Như các bạn thấy là cái pha đi xuống lúc nãy là gần chết luôn, xém chết luôn á. Ghê lắm. Rồi bây giờ ta phải đi lên thôi. Rồi mình đã quay trở về nhà và chúng ta sẽ xem cái tọa độ này là bao nhiêu. 17 và 255. Rồi. Chúng ta sẽ lấy hai cái tọa độ đó chúng ta chia cho 8. Rồi âm 31 và 2 nha. Ở trong địa ngục sẽ là âm 31 và 2 nha. Đó, mình sẽ gọi là cho cái cổng địa ngục nó thông về nhà của mình ở cái chỗ này, chứ mình không muốn cho thông chỗ kia ở bên kia ha. Ở bên kia thì chúng ta xây quá nhiều thứ, không còn chỗ nữa. Rồi, với lại bên đó cũng có một cái cổng địa ngục luôn, nên là mình cũng không muốn cho lắm. Đó. Rồi giờ ta phải quay lại chỗ cũ một cái. Sẵn tiện đây qua bên nhà mình lấy hắc diện thạch luôn. Đây, ta sẽ đặt một cái cổng ở đây một cái. Rồi xuống. Đó. Đây. Đó. 1, 2. Đâu? Bây giờ 1, 2. Rồi đó. Rồi, ta sẽ đặt hai khối đây. Cần 10 cục thôi đủ rồi, không cần nhiều đâu. Đó. Thì mình lấy sẵn tiện đi, chúng ta vào địa thêm một lần nữa, mình sẽ giết chết con Wither luôn ha. Đó. Sẵn tiện mình sẽ giết con Wither luôn. Đó. Để chúng ta lấy cái sao địa ngục thì chúng ta sẽ làm cái quy kịch. Đó, nhưng mà vấn đề đây là không biết làm được hay không thôi. À chà, chúng ta đã quên đem theo bật lửa. Nhưng mà thôi, không sao. Kệ nó đi. Đó. Nói chung là mình quên cái ma theo bật lửa rồi. Thôi, nhiệm vụ chính hôm nay chúng ta lại vào đi vậy em này. Rồi, chúng ta đã vào được đi em. Rồi. Hello các bạn. Còn nhớ tôi không? Tôi là người đi giết con rồng nè. Ai hi. Rồi. Đáp xuống. Bây giờ mình mà nhảy vào đây hay là nguyên một dòng chữ chạy lên liền luôn. Nguyên một dòng chữ kết thúc series. Đó. Rồi, sẽ đập chỗ này ra. Đập gồng gồng ra xíu nha. Đó. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ ta sẽ đặt hắc diện thạch đây ha. Mình không biết là đặt như thế nào, nói chung là mình thấy người ta đây ha. Mình thấy người ta giết con Wither nó khá là dễ mà người ta đặt rất là ít ha. Người ta đặt hắc diện thạch rất là ít. Nhưng mà thôi mình sẽ đặt hết khu này luôn ha cho nó chắc. Đó, bởi vì mình không biết là mình có giết được nó hay không. Đó. Mà công này nó phá banh chỗ này nó mệt lắm. Đó. Và bây giờ ta sẽ đi lên cái đặt này ra. Đâu. Có. Ờ. Đâu nhỉ? Chúng mình cũng không nhớ rõ là mình đặt một cái mình không biết là mình bỏ cái đầu quần đó đâu nữa. Đây rồi, đó. Chúng ta đặt linh hồn luôn, đó. Rồi xuống đây, ta đặt các linh hồn ra cái. Ê, à. Vậy có hơi gần quá không ta? Hơi gần quá. Rồi mình sẽ đào cho này ra. Đó. Chung là nó hơi gần quá thôi chứ không có gì cả. Rồi. Đặt lại chỗ này cái.
rồi ta đi vào, để cái này lên đó đó đó, rồi mình sẽ đặt, rồi đặt vậy đây, rồi thêm cái đầu này nữa. Ồ lên lên, chạy 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 chạy, nó nổ chết, nó nổ chết. À đặt xuống đi vào đi. Ồ ồ ồ ồ, em ấy phá ghê quá, em ấy phá ghê quá. Rồi tôi đảo này ra, cất hai này vào, cất hai này vào đi. Đầu tiên mình sẽ cất pháo hoa, pháo hoa vô luôn ha. Đó, mình sẽ chừa lại một số ít thôi. Ủa sao yên tĩnh quá vậy? Ủa yên tĩnh thế? What? Tại sao em ấy có thể thoát ra được? What the hell? Tại sao em ấy có thể thoát ra được? Na đi. Vô lý. Tại sao vậy? What the hell? Không hiểu luôn á. Ây da. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không hiểu tại sao em mới có thể thoát ra được. Không lẽ cái này là mình đào chưa đủ sâu chắc? Hay là mình phải đào xuống như vậy nữa mới đủ trời? Mà thôi kệ đi, dù sao nó cũng chết rồi. Em quy đời cũng chết rồi. Em quy đời cũng đã chết rồi. Thì thôi, chúng ta sẽ... em ấy bắn bể cái trứng gồng luôn nè. Ta lấy cái trứng gồng luôn nè. Tiện thôi, tiện tay thì lấy thôi chứ không gì cả. Mở này ra cái. Rồi đặt này xuống. Bỏ vô. Này bỏ vô, này bỏ vô luôn. Trứng cộng nè, đó, cái thang bỏ vô luôn đi, thang có xài ở đâu, này luôn nè, đó, rồi còn gì nữa không ta, ở cái giường này, giường trong đây có xài được đâu, rồi tạm thời là hết ha, đó. Không còn gì cả, bay, thôi, ta sẽ đi qua cái thế giới NCT một chuyến, để mà gọi là tiếp tục khám phá cái NCT ha. Chắc mình nghĩ mình sẽ tắt cái server đi. Cái server này nhìn nó cứ kỳ kỳ sao. Giờ đi vô trong cái thế giới này, gắn cái server như này vô nhìn thấy nó đẹp, thấy mà ghê. Rồi mình sẽ tắt cái server đi ha. Ok thì mình định tắt cái server đi, nhưng mà cái lúc mình mở lên á thì mình mới phát hiện là cái server này mình cài á. Cái server này mình cài á bạn, là nó dính luôn bạn. Nhưng mà mình bây giờ là muốn gỡ cái server đó ra thì nó cũng khá là một thời gian phức tạp, cho nên thôi mình kệ, để luôn đi cũng sao đâu, cũng qua chết thật sự. Mỗi lần vào là phải nhảy là cái gì đó hả, trời khó khăn quá vậy. Ok, đây là chỗ được, đây là cái đường đi nhà nha. 920 âm 920 và âm 300 rồi, về đi cho nó dễ. Đó, thật ra là có tổng cộng là 3 cái NCT ở gần nhau nha bạn, chờ mình là 2 cái nha. Đó, xong mình sẽ đeo cái cánh vào đi.
Ôi cánh vậy đồ bền còn có một nữa gì trời. Rồi ok. Đây trong đây có hai cái nha. Đó, một cái đây nè. Rồi mình thấy mảng mảng đâu là bên đây một cái nữa nè. Gần lắm. Đó tính ra là cái thế giới này đã mãi luôn á. Đây. Cái NCT bên đây hình như là mình chưa khám phá hết đâu bạn. Mình cảm giác là mình chưa khám phá hết nha. Cái còn khám phá hết thì chưa mình cũng chả biết luôn. Rồi ok mình sẽ tiếp tục qua cái NCT bên đây ha. Thì đầu tiên mình sẽ thử mình vào trong đây trước đi. Bây giờ chào quá. Rồi ok. Cái NCT này là cho cái chỗ này chúng ta chưa khám phá. Có một số cái NCT là cái gương nó nằm ở trên nóc nhà rồi. Rồi ok. Rồi mình nghĩ là mình sẽ qua con tàu này trước đi. Ê trời trời. Hên á, hên. Rồi chúng ta sẽ qua bên con tàu này trước ha. Rồi ha, hello. Hello. Trời dai vậy. Dai vậy. Wow. Được nè. Oh, diamond. Yeah. Trời ơi, kim cương nhiều quá, kim cương nhiều quá. Ờ, cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Cái cánh này nè, trời ơi. Phê lòi, phê lòi. Đó, thuốc hồi máu, lấy luôn. Rồi ta lấy một cái cương siêu cơ ra một cái. Đó, cất vô. Đó, cất. Rồi xong hết chỗ. Chính thức hết chỗ. Rồi lấy này ra đi. Đó, cất này nè, thầy vô luôn. Trời, nhiều đồ quá, ghét ngáo luôn rồi. Rồi, này đi. Luôn. Rồi cánh này cất vô luôn đi. Rồi xong. Rồi ok, cất vô. Là gì? Mềm mại đúng không? Ừ. Không phải đủ mềm mại ha, đập một cái chỗ nó văng tới luôn thôi. Nó văng ra tới luôn luôn á. Thật ra là trong thế giới này vẫn còn rất nhiều cái NCT luôn á. Và cái NCT đó, và cũng có rất là nhiều cái NCT gọi là có cái thiền luôn ha. Đó. Mà tại vì tụi nó ở xa nhau quá cho nên là chúng ta lười đi kia, lười đi tìm hay cái gì đó. Đó. Rồi. Một cái đầu rồng nữa. Đặt này lại đi. Làm gì, lấy làm gì biết. Rồi. Mình không biết sắp xếp đồ như thế nào cho chuẩn. Ủa, đào lên coi. Có gì không? Ừ. Ủa, có đây. Ôi trời ơi, đi cảnh chứ. Đi vào. Rồi nha. Đây mình hay ngon lành cảnh đào luôn. Khéo luôn. Chết nghe em. Đấy trời trời trời. Mày. Bây giờ hút. Đâu, nơi nào nữa. Ê. Tôi xuống, à đúng rồi, tôi xuống đi. Rồi, chúng ta được cái vỏ nữa không? Ở đâu mà bắn tùm lum tùm lá ngoài? Ở đây chúng ta có một cái Ender Chest. Nhưng thôi không cần nữa, chúng ta đã chế tạo ha. Đây không cần, đập bỏ luôn. Nói chung cái cục gia tài là đập bỏ, đó, nó sẽ khai được Obsidian. Mấy em hả? Đâu rồi? Nó quấn hoài luôn á. Ok. Rồi, kêu đâu? Ây da. Đau vãi luôn á trời. Lên. Rồi, đào này ra. Mua cái gì?
nào nữa. Mở ra một bây giờ khôn ghê vậy, đồ khôn ghê luôn á. Rồi u lại diamond ngon. Rồi tao mở này ra đi. Rồi tao lấy một cái không phải cái này ra đúng. Rồi tao cất cái này vô những món đồ quý giá chúng tôi sẽ cất vào này luôn nè. Rồi sao nhiều thứ vậy. Ok đào ra luôn cho dễ. Chúng ta sẽ cất những món đồ quý giá, những món đồ mà chúng ta đem được kiếm. Giờ này ai xài kiếm kim cương nữa. Có đồ không, có đồ không, có đồ không? Ủa có kìa, có có đồ nha, có đồ nha, có đồ nha. Mở ra. Dạ. Mở ra. Thiệt tình đúng không, bị mấy cái bé này đánh một hai đúng không? Ok, mình đã xử lý gần như xong tất cả ha. Rồi đâu cho xem. Lời nguyên ra một hết mê. Rồi ok. Đào ra luôn. Đâu. Cho đó đi. Cái này sẽ là gia tài, còn cái này sẽ là nhầm. Cái này sẽ là gia tài, cái này sẽ là nhầm đồ mại. Rồi. Vậy đi cho nó dễ bạn ơi. Chỗ này chưa đào. Ok có đồ. Tìm đồ cách này là dễ rồi. Ok, vẫn là ba cái đồ của mình. Các bạn đừng có tưởng là mỗi một cái gương ender là một cái ba lô nha, không có đâu. Các bạn chỉ có thể sử dụng đúng một cái gương ender trước thôi. Đó. Còn nếu mà bạn chế tạo hai cái á, thì nó sẽ bị thông á. Tức là cái gương ender này á, nó chỉ là một cái gương thôi. Đó. Giống hệt như là các bạn chế tạo gương ender nhằm mục đích là chứa giống hệt trong cái ba lô đi đúng không? Đó. Các bạn nhưng mà sau một cái là bạn bỏ quên cái ba lô đó ở nhà. Đó. Thì bạn có thể là chế tạo ra. Đó. Các bạn quên bỏ cái ba lô đi nhà. Và trong cái ba lô đó có rất nhiều đồ quan trọng. Đó. Thì các bạn xin chế tạo một cái gương ender khác. Và sau đó các bạn mở cái gương ender ra thì xuất được tất cả những cái đồ mình có trong cái gương ender cũ bạn á. Nó xuất hiện trong đó. Đó. Giống hệt như là một cổng, một cái cánh cổng không gian là. Giống họ cho một cái cánh cổng không gian nhưng mà bằng cái gương đỡ mà. Mấy em làm tôi hao tổn hơi bị nhiều đồ ăn rồi đó. Mở ra. Chết đi. Thấy mà ghét. Bay nha. Thôi. Đâu nữa. Thôi, vẫn là đồ kim cương. Đó. Thu hoạch. Rồi thì ta sẽ làm cho mình thêm vài cái gương sugar nữa các bạn. Đó. Nhiều đây là không đủ đâu. Đó. Hiện tại là mình đang trốn ở trong đây. Đó. Để làm gì? Để trốn mấy em sugar đi chứ đâu, làm gì đâu. Đó. Rồi xong, chúng ta lại có thêm 4 cái hộp sugar nữa. Rồi, ta cất chờ trong đó đi. Rồi, đào này ra luôn. Chết bạo lộ. Chết rồi. Mình lỡ xài nhầm cái cuốc rồi các bạn ơi. Rồi xong vậy là tất cả những cái đống đồ của mình nó xuất hiện ở trong một cái gương ender khác rồi. Holy shit. Cái gì vậy? À không. Chúng ta có thể chế tạo lại. Yên tâm. Chúng ta có thể chế tạo lại. À mà quên nữa. Mắt ender mình bỏ nhà rồi. Sao mà mình chế tạo được? Oh my god. Trời ơi, chúng là trong cái củi nó mới có xui thì chứ. Trong cái củi đúng là có xui mà. Ok, xin chào các bạn. Chúng ta đã quay trở về nhà. Và chúng ta đã chết.
chết gì ở độ cao quá cao. Rồi bây giờ mình phải vào trong nhà bạn, kể đi bạn. Bởi vì lúc đó là mình cũng tính đi về nhà bạn. Đó. Rồi thôi, mình cũng tính đi về nhà bạn, nếu mà mình chế tạo cái gương hay đỡ. Nhưng mà mình suy nghĩ lại là thôi, mình gán tìm một cái NCT khác đi, rồi sau đó mình sẽ chế tạo cái gương. Mình sẽ tìm gặp một cái gương Ender đó, mình sẽ lấy ra đồ đó. Nhưng mà đời không như mơ các bạn, đời không như mơ chút nào luôn. Rồi ok, một con mắt Ender. Rồi để lên cái Ender chest. Giờ cơm tới đâu mà lại ôm đâu. Oh my god, mọi thứ lại có như thường rồi bạn ơi. Gì mà phút lỡ tay nữa ta. Ok rồi, bây giờ thì ta sẽ quay tiếp tục quay trở lại cái chỗ NCT đó thôi. Mình muốn khám phá tiếp nữa bạn ơi. Đó, mình chưa muốn bỏ cuộc ngay bây giờ. Ok, ta quay trở lại cái chỗ này các bạn. Bây giờ mình sẽ bật cái cổng đi cùng đi lên đó, có tìm đường về nhà trước đi bạn ơi. Đó, chứ mỗi lần mà đi vậy hay là té xuống mất gần được, chung là mất hơn cái máu mình thích gì đó trên mình. Nè, dụng cái quái nào đây? Thôi ơi, sao mỗi lần mà spam tao ngay chỗ núi lửa hay vậy? Tao ghét cái bè ôm này cũng chết mẹ luôn mà sao mà cứ spam tao ngay chỗ núi lửa hoài vậy? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái tọa độ là 2 và 31. Ok bạn ơi, mình quay trở lại đây. Thì lúc nãy là mình đang trong địa ngục mà tự nhiên cái mình bị lava giết chết rồi. Xàm xuống. Ok. Nói chung là mình bị mình đang đào cái đường vậy nè. Nếu mà mình gắn cái cổng địa ngục đi về nhà các bạn. Đó. Tự nhiên mình bị lava giết chết. Mình bị lava giết chết cái mình xuất hiện ở nhà luôn. Ừ. Hay ho ghê. Có thể là mình phải đi lại từ đầu, nhưng mà nhờ sẵn tiện đó mình cũng ấy luôn bạn, mình cũng về nhà mình giết chết một số em bò để mà mình có thức ăn được luôn ha. Chứ nguồn thức ăn mình càng kẹt luôn mày. Trời ơi, thì tình chứ từ nãy giờ mất thời gian dữ lắm luôn rồi đó, thì cái mong là mất thời gian dữ lắm luôn, mất thời gian của tôi dữ lắm luôn rồi. Tôi ghét là ba này cực kỳ luôn. Ôi ok bạn ơi, mình đã tới nơi rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xây một cái cổng địa ngục đây. Quá ơi, đúng mệt. Đâu bây giờ mình sẽ xây một cái cổng địa ngục đây ha. Đó, lên đi cho nó ngang như mày đi. Đó, xây một cái sàn rộng rộng xíu. Ui trưởng thì chứ. Ôi rồi. Ôi. Trời má ơi, trời luôn nhát cực kỳ quá trời. Rồi. Ok. Mình sẽ thử đi qua bên cái đảo bên kia, mình build một cái cổng rồi các bạn. Rồi xong, mình sẽ build một cái cổng địa ngục đây luôn ha. Chứ mình lười đi vào địa ngục lắm luôn rồi đó, mình lười lại chỗ kia lắm luôn. Ôi, mệt quá. Rồi, lúc nãy là nhiêu nhỉ? 17 đúng không? 17 với lại 55 đúng không? Ờ. Đây. Rồi. Ta sẽ build một cái cổng này ha. Đó. Mình đi vào luôn thử rồi là nó cho mình đứng ở đâu. Thì cái cánh mình nó hư luôn ha. Bây giờ thì chúng ta có bây giờ mình sẽ sửa cánh này một chút. Rồi sau đó mình sẽ bay qua bên kia ha bạn, mình bay lại nhà cũ bên kia để mà mình lấy da bò để làm chi, sửa cánh thôi chứ làm gì chân trời.
Tôi sẽ sửa cánh bằng da bò ha. Ok, mình quay trở lại ha. Thì mình không thể sửa cánh cứng bằng da bò được bạn ơi. Hình như là phiên bản, cái phiên bản trước á, cái phiên bản trước đây á, thì mình thấy là người ta sử dụng phiên bản lúc mà nó còn chưa có đại dương, mà đại dương nó còn xấu quắc, nó chưa có gì trên trời á, thì mình thấy người ta sử dụng da bò để mà sửa cánh cứng thôi. Nhưng mà ở trong phiên bản này chúng ta chỉ có thể sử dụng da của tôm thôi. Đâu rồi, để mình xem da của tôm. Mình nhớ là mình có da của tôm á. Trong này trong phiên bản từ phiên bản 1.13 trở lên thì mình phải sử dụng da của tôm để mà sửa thôi chứ ngoài không còn cách nào cho mọi người. Chắc vậy á. Ok. Thì cũng hơi là mình có tới hai cái cánh rồi, chứ không sao là nội qua nội lại mệt chết luôn đó. Okay. Và bây giờ chắc phải là mình sẽ sửa cái cánh một chút xíu đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ bước vào địa ngục luôn ha. Thì mình đã sửa cái cánh của mình nó xong rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong địa ngục. Ngục kia đó. Ok bạn ơi, giờ đây là nơi mà nó đã, đây cái nơi này là cái nơi đã mình chết nè, đó bạn thấy quen thuộc chưa? Đó. Rồi ok, chúng ta đã có được một cái đường lên ha, đó. Đó. Rồi bây giờ là cái cổng The End của chúng ta với lại cái gì nhỉ? Cái cổng The End của chúng ta với lại cái đường nhà chúng ta nó đã thông theo ở địa ngục rồi ha. Đó, giờ nó ngắn hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình đi bằng cái đường phía trên anh. Mình không biết nó ngắn hay không, bởi vì mình thấy nó cũng hơi xa chứ nó cũng có ngắn gì đâu. Ok, chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Trời ơi, what the hell. Trời ơi, cái NCT chó đẻ, mày làm tao chạy qua trở lại rất là nhiều lần luôn. Trời ơi, nó làm mình chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần luôn bạn. Trời ơi, mẹ ơi. Trời ơi, ông Dượng mình đúng không nè. Dượng này hay là Dượng là họ hàng á, mấy cha chứ không phải là cha Dượng nha mấy cha. Không, ông nào ông bài giờ anh nói họ bú thằng hay mẹ có cha Dượng. Cha Dượng cái đầu không, trời ơi, cái này là họ hàng tôi đó mới cha nội. Không, đó. Ông Dượng nằm mở, ông Dượng không, mà trời ơi, ông mở đi thôi, ông sẽ ngoài đó nó cho anh ấy. Vẫn có là có một cái NCT thứ ba luôn. Có. Thấy chưa, tôi bảo là có mà. Ủa sao cái này nhỏ xíu vậy? Quá, sao cái này nhỏ xíu vậy trời? Ủa? Ui kỳ, cái NCT gì đâu nhỏ xíu vậy trời? Có đồ không? Có đồ không? Vô lút cho coi. Ờ, trong đây không có gì nè, thì đi lên trên coi. Ok. Đâu ra. Ồ, không có gì. Trời má ơi. Làm tôi cứ tưởng ra. Ai về một chút xíu à. Rồi. Đây là cái NCT thứ nhất nè. Đây là cái thứ hai phải không? Rồi. Mình sẽ đi tìm cái thứ tư nha bạn. Má cái shit này đẹp phải. Cái thế giới này đúng đẹp phải luôn á. Xuất hiện thôi có hai cái NCT à. Hai cái NCT mà hai cái được có một hầu luôn ghê chứ. Rồi ok, mình sẽ đi thử. Mình sẽ thử mình tìm, cố gắng tìm một cái nào nữa coi coi có cái gì thì cứ từ không mà. Ok bạn ơi, thì mình bay khá là xa ha. Đó, cái gì vậy? Rồi, mình bay khá là xa ha, tọa độ bây giờ là 3000, âm 3000 luôn đó bạn. Đó, âm 3000 luôn đó. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái NCT nào hết. NCT chưa thấy mà mình thấy một cái cổng rồi. Tôi hỏi cái cổng từ đâu ra luôn. Mình mà ngộ ha, mình nhớ là hay là chỉ có một cái cổng duy nhất thôi, nhưng mà tại sao bây giờ, nhưng mà tại sao ở trong đây có tới tận 2-3 cái cổng nè, là thấy quái nè. Ok, mình sẽ thử mình đi vào đây ha. Lá đồng nhiệt, mình sẽ thử mình đi vào đây ha. Ok, tắt này đi. Rồi, đi vào đây thôi xem. Chỗ này ok. Ok bạn ơi, mình nghĩ là mình
nên đi về đi. Đó. Nhà mình bây giờ nó ồn quá bạn. Mình nghĩ là chúng ta nên đi về nha. Đó. Thì ở trong đây cũng nhưng mà cái NCT thì mình cũng đã tìm thấy rồi. Cánh thì mình cũng đã tìm thấy rồi. Đó. Hai cái luôn, mình chỉ là hai cái luôn, chung là một cái nữa. Đó. Nói chung hai cái cánh luôn các bạn, chung là một cái nữa. Đó. Rồi với lại thứ nhất là cái series này á, thì nó cũng gần kết thúc rồi bạn ơi. Mình cũng không biết tới khi nào nó kết thúc. Nếu như mà mình vẫn còn tiếp tục kéo dài thì nó vẫn còn kéo dài. Nhưng mà mình nghĩ là nên kết thúc nhanh nhanh đi bạn ơi. Đó. Để mà chúng ta còn hoàn thành tất cả những cái series khác nữa. Đó. Và sau đó mình sẽ gọi là lặn luôn các bạn. Đó. Thế như là sao? Mình sẽ hot là vậy. Enter không được, cắt không được. Rồi. Nè, ta đâu quay chạy về. Alright, ta quay chạy về hả? Rồi. Rồi, nói chung là tiếp tục rồi đó. Rồi, để xem nào. Ok, rồi. Thì hiện tại bây giờ là cái series của mình, chúng ta mình nghĩ là nên kết thúc phần số 6 này bạn ơi. Đó, tầm khoảng đâu bây giờ là tập bây giờ là tập 11 đúng không? Mình sẽ cố gắng tầm tập 15 hay là tập 16 hay là tập 17 đó mình sẽ kết thúc luôn. Hoặc cũng có thể là dưới tập 15 luôn bạn. Ôi cái nhà nó ồn quá trời ơi đất ạ. Đó. Thì bữa hôm nay mình quyết định là trong tập hôm nay mình cũng quyết định là mình sẽ đi khám phá cái khu mỏ bỏ hoang luôn bạn. Đó. Nhưng mà cái việc mà đi khám phá Kansas City nó chiếm quá nhiều thời gian bạn ơi. Đó. Cho nên là không, mình quyết định là sẽ đi khám phá khu bỏ hoang này, sau đó mình sẽ xử lý cái đền thờ dưới biển các bạn. Nó đền thờ dưới biển kế bên đây nè. Cái bên này cái nó không xa đâu. Đó. Nó kế bên nè. Nó cũng không xa xôi gì đâu. Không. Kẹt thôi chứ. Thôi. Rồi mình sẽ cho bạn xem. Đó đó kìa, đó. Đó là khu đền thờ dưới biển đó. Bây giờ mình quyết định là mình sẽ xử lý cái khu đó ha. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình nên kết thúc video được rồi bạn ơi. Không, mình nên ngưng bạn, mình nên ngưng quay một xíu rồi đợi cho cái nhà nó bớt ồn rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình quay tiếp bạn. Dưỡng của mình nó trời ơi, ông mở hài, ông mở ba cái clip hài vậy chứ. Facebook hay là YouTube gì đó ông mở ông xung rồi chỉ cho chồng nó. Và mình chắc ăn một điều là nó hút vào video của mình luôn đó. Nó cũng có xe chạy trên lộ đó, nó đi nội các thứ luôn. Đó. Rồi mình sẽ ngưng quay nha bạn. Đó. Thì sẽ có một số bạn nói rằng là tại sao mày đặt cái máy tính ngay chỗ khôn của vậy, mày đặt cái máy tính ngay mày tại sao mày đặt cái dàn PC của mày ở một chỗ quá trời khôn vậy, đặt ngay một chỗ quá trời nhiều tạp âm rồi quay không được đó. Thì mình nói thật bạn là mình đã có dự định là mình đặt trong phòng rồi đó, mình dự định là mình đặt trong phòng rồi, nhưng mà mẹ mình á nói một câu mình nghe rất là nhảm xít bạn đó. Mẹ mình nói mình nghe một câu rất là nhảm xít bạn, đó là bộ con là con gái hả? Mà con để máy tính trong phòng mà con tối ngày con trong phòng hoài. Cái mình mới thắc mắc là ủa là sao con hiểu đúng không? Cái mẹ mình nói là hồi xưa đó, mẹ mình nói là ý là hồi xưa đó là đàn bà tức là phụ nữ mà chi gia ở trong phòng suốt không hả bạn, nó chi gia trong phòng suốt không mà đó. Đàn ông tao không có giống như tại đàn ông tao không có vậy. Bộ con là con gái hả, mà con để trong phòng rồi sau đó con ngồi trong đó con chơi cả ngày đó. Mình nghe xong mình kiểu fucking wow shit, trời đây là làm video nó cần không gian riêng và nó cần giảm bớt tiếng ồn tối thiểu, mà nói một cái câu mình nghe cực kỳ là nhảm xít luôn bạn đó, thiệt luôn bạn. Cái đó là cái lần đầu tiên mà mình nghe luôn đó. Thiệt luôn bạn, là có những cái quan điểm nha, những cái quan niệm ở Việt Nam mình thôi, cái thiệt mình chưa nghe bao giờ luôn, mà trong khi mình chưa nghe bao giờ luôn nha, mà lúc mà nghe thấy rồi mình phải hốt rồi mình nói một câu fucking wow shit, cái giống ôn gì vậy đó. Ví dụ như ở chỗ các bạn hay như thế nào mình không biết, nhưng mà ở chỗ mình là khu vực nông thôn đó, nông thôn mà còn là nông thôn miền Nam nữa. Nông thôn miền Nam á, nó có một cái đặc điểm đó là sông ngòi rất là nhiều bạn đó. Nông thôn miền Nam nó có một cái đặc điểm đó là sông rất là nhiều bạn, rất là nhiều sông luôn đó, rất là nhiều sông. Không có tính mấy vùng nguyên biển nè, không có tính mà mấy cái chỗ mà nằm ngay giang biển nè. Giang biển thì nó toàn biển mà chứ nó không có nó ít có sông lắm. Còn mấy cái chỗ mà nằm ở phía trong á rất là nhiều sông bạn đó. Thì mình nghe mẹ mình kể là hồi xưa đó là người ta cấm gọi là buổi về chiều bạn, tức là tầm 4 hay 5 giờ chiều là
cấm không cho gọi đầu mà. Cấm luôn nha, cấm không cho gọi đầu. Các bạn mới thắc mắc, ủa, lỡ như mới đi làm bận, mới đi làm nông, tức là làm nông qua, làm nông vô ha. Tay chân mình mày tay chân rồi mượt thân thể mồ hôi không rồi không đi tắm thì làm sao được đó. Thì mẹ mình nói là mẹ mình nói hồi xưa đó là người ta gọi đầu nhưng mà gọi đầu bờ sông mà đó. Hồi xưa là không có nhà tắm mà đó. Ở khu vực nông thôn miền Nam đó, nông thôn miền Nam là nhất là vực miền Tây mà miền Tây sông nước đó, nói gì đi cho dễ đó. Là hồi đó là người ta gọi đầu dưới sông không mà đó. Đó làm cái gì cũng làm ở bờ sông chứ mà giặt đồ cũng giặt ở bờ sông nè, gọi đầu cũng gọi đầu bờ sông luôn đó. Và mẹ mình nói là tầm khoảng 4-5 giờ chiều đó, là cái giờ đó là người ta cấm gọi đầu. Bởi vì đơn giản là người ta quan điểm là những cái người chết là những người chết đuối á, những người chết đuối là người ta sẽ kiểu như là cái người ta những cái người mà chết đuối á, cái quan hồn người ta không siêu thoát rồi đó, cái hồn người ta nằm dưới hoài luôn đó. Mình mà gọi đầu á thì lỡ thì gọi đầu thì kiểu gì chả có một cọng tóc nó bị đứt không đó, thì gọi đầu kiểu gì chả có một cọng tóc nó bị đứt đúng không, đứt thì nó sao nó chìm xuống dòng sông. Rồi những cái hồn ma đó người ta gọi là ma da đó, bạn, những người chết đuối người ta gọi là ma da đó, đó. Không, những cái con ma da đó thì nó lấy cọng tóc của chúng ta và nó đi theo, nó ám chúng ta hoài luôn đó. Đó thì cái đó là cái chuyện tâm linh, thì cái đó là có thể tạm thời chấp nhận được. Bởi vì đơn giản là thứ nhất là cái chuyện tâm linh á, là cái mà không thể nào xác định được cái đó là sự thật hay là giả, chứ cái đó là đúng, cái đó là thật hay là giả, không? Thì cho nên là cái đó phòng mà phòng tránh còn hơn là thực hiện đó. Nhưng mà còn duyên có một chuyện mà mình thấy rất là nhảm xít, đây là bộ con là con gái làm con ở trong nhà mà con ở trong phòng suốt ngày, thì theo mình thấy cái đó là một cái quan điểm rất là tào lao và rất là xàm xí đú. Ví dụ như cái chuyện mà cấm gọi đầu bờ sông thì có nguyên do đúng không? Nguyên do đó là sợ bị ma ám hay là cái gì đó đúng không? Thì cái đó thì tạm thời chấp nhận được, bởi vì đó là cái chuyện ma quỷ rồi, không biết có thiệt hay không. Đó. Mà lỡ như có thiệt thì nó mệt, mà không có thiệt thì thôi đúng không? Đó. Thì cái đó là tạm thời chấp nhận được. Đó, không sao. Đó. Còn cái này hay là bộ con là con gái hay mà con trong phòng hoài, trời là trời. Ê, tôi hỏi mấy ông nha, ví dụ như mấy thằng bị tự kỷ á, suốt ngày nằm trong phòng á, cũng không lẽ nó còn con gái đúng không? Đó. Còn không lẽ mấy cái thằng mà ở nhà trọ đúng không, nó ở nhà trọ đó, nó lên thành phố lập nghiệp, nó ở nhà trọ đó, nó không có bạn bè thân thích gì ăn thì nó ở nhà thôi, nó ở phòng trọ hoài đó, không lẽ nó cũng là con gái đúng không? Thì tôi nghe xong tôi kiểu what the fuck, cái đám ôn gì vậy trời đó. Kiểu vậy đó, tôi đéo biết chuyện gì luôn đó. Và thôi mình nghĩ là mình kết thúc video luôn, bởi vì nó giả là cái câu nói nhảm mình là nó chiếm đa số video rồi, cho nên thôi mình kết thúc video luôn, mình không có ngừng quay gì hết, mình không ngừng quay gì hết luôn, rồi ok, bye bye bạn.